Em đồ cố Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi hôm nay là buổi chiều thứ hai đầu tuần. Chúc các bác một tuần mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong tuần mới mọi người nhé. Tối hôm qua là bận một chút việc nên là em không đi clip chia sẻ mọi người một số sản phẩm đồ gỗ mới được. Hôm nay em sẽ lên buổi chiều chiều này. Tranh thủ buổi chiều chiều là để tí tầm 1-2 giờ em sẽ lên cho mọi người để mọi người ngắm những cái sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ. Tầm đường ngoài Bắc đang thời tiết nó khó chịu quá mọi người, nóng quá nên là anh em thợ thuyền cũng không làm được nhiều và hầu như là cũng một tuần phải nghỉ 2-3 buổi ấy. Không làm được nhiều bởi vì thời tiết nó quá khó chịu ấy nên là mình cũng không làm được nhiều. Làm chính là làm nghề thợ đục này, nghề đồ gỗ này, cái thời tiết nó mát mẻ không sao, cái thời tiết nóng lực này bởi vì anh em làm đều làm ngoài trời không có điều hòa, bởi vì không thể làm ở trong phòng điều hòa được, bởi vì là có biết được cái mùn gỗ cũng như là cái bụi nó bay ra đây không thể làm trong điều hòa được, bắt buộc chỉ có làm nóng thôi, chịu nóng thôi. Thế là em cái sản phẩm đầu tiên em mình giới thiệu mọi người, đây là bức tự động trân châu rất đẹp. Đây là một trong những cái mẫu tượng mà mẫu tượng hoặc là một cái mẫu đồ chơi mà em nghĩ là ai cũng chơi được, ai cũng chơi được, không gian nào các bạn cũng bày được mọi người nhé. Một trong những cái biểu tượng của cái nền văn hóa lúa nước của Việt Nam mình, một trong những cái biểu tượng của nền văn hóa lúa nước đó là chú châu, và đây là một trong những cái cảnh mà chúng ta vẫn thường thấy ở những cái đồng quê, những cái cảnh quê ngày xưa các cụ cái thời gọi là từ những cái năm 90 đổ về trước, những năm 90 đổ về trước là những cái chú tiểu đồng trân châu thổi sáo trân châu này đấy, một trong những cái cảnh rất là hồn nhiên ở quê. Đây là được chế tác hoàn toàn bằng khối trên một cái gốc cẩm cẩm Việt mọi người nhé. Về cái chất gỗ chất vân thì em đảm bảo mọi người đây là một cái bức có cái chất gỗ rất là đẹp, em lọc đây là một cái bức sụn cẩm Việt của mình mọi người nhé, cái gỗ đặc luôn đây, hàng này là hàng chọn gỗ, cái gỗ đặc xịt 100% luôn. Lần này em mua được cái lô cẩm này thì em làm được tầm khoảng đâu đó hơn 10 tác phẩm cẩm, nó là những cái rễ cẩm mọi người, những cái rễ hàng nền nguyên khối đục cũng khá đẹp mọi người nhé, đục khá đẹp luôn. Để em cho quay từ từ tứ diện cho mọi người. Cái này về mọi người có thể là bày ở bàn, bày ở đôn hoặc bày ở kệ, ở kỷ hoặc là những cái ô đẹp nhất đó là những cái ô âm tường hoặc những cái ô cầu thang ấy, thì các bác bày những bức này vào thì nó sẽ khá là đẹp và vừa luôn. Bày những ô âm tường, ô cầu thang những bức này vào là vừa đẹp luôn mọi người. Giá thì cũng hợp lý thôi. Ra bọn em bán những cái tầm như này, những cái bức này thì cũng cố gắng bán lấy tiền gỗ và tiền công thợ thôi. Quay từ từ tứ diện cho mọi người để mọi người nhìn xem nhau kích thước đục liền khối mọi người. Chất gỗ rất là đẹp, cái hàng chọn gỗ cao là 36, cao 36, chiều rộng là 21, cao 36 rộng 21 và độ dày của gỗ là bao nhiêu ạ? Độ dày là 15 phân, một cái rễ cẩm tròn xoe, cao 36, rộng 21 và sâu 15. Bây giờ mọi người đi mua một con trâu con này đang rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu, một con trâu con này hơn 1 triệu. Bởi vì thời gian đục trâu nó sẽ khá là mất nhiều công hơn là những đục những cái khác. Đấy, thì những cái con một cái tác phẩm này bọn em thường thường công đục nó phải rơi vào tầm khoảng 800 đến 1 triệu thì công đục, bởi vì nó còn liên quan đến cả tiểu đồng nữa, cả một đứa bé tiểu đồng bên trên này nữa, nó sẽ mất lâu công hơn. Đấy. Gỗ thì rất là đẹp mọi người nhé, em sẽ quay cho mọi người ngắm cái chất gỗ. Bữa này em giao lưu mọi người là 1790 đi, 1790 không ship mọi người nhé, một trong những cái bức rất là đẹp, hàng tuyển chọn. Cái vết này là những cái vết sụn nó chạy ngang mọi người, vết sụn nó chạy ngang đây,
sụp này, hay bằng cục cầm, cái rễ cầm, chính xác là một cái rễ cầm. Vân của nó thì đảm bảo mọi người là chất vân của nó thì đẳng cấp luôn. Đấy. Cầm thì bây giờ vân nó rất là đẹp, đẹp nhất trong tất cả cái dòng gỗ. Rất đẹp mọi người nhá, 1790. Và lưu ý giúp em mình là cái gỗ đặc xịt 100% luôn. Gỗ đặc 100% luôn. Ok. Một tác phẩm đã được mọi người bày vào những cái ô âm tường hoặc những cái vị trí bàn biết bày và rất là đẹp luôn mọi người. Rất đẹp luôn. Em về tác phẩm rồi. Tiếp theo đây giới thiệu mọi người một chú nghe gỗ hương rất tuyệt vời. Đẳng cấp luôn mọi người. Tuyệt vời luôn mọi người nha. Bên em là nghê hay là heo thì vẫn cứ sản xuất đều đều mọi người, cũng cố gắng sản xuất đều đều. Bởi vì là gỗ mình đã mua rồi, thợ mình cũng trả lương người ta cả tháng rồi. Nên kể cả hàng chậm với hàng nhanh thì em vẫn cứ sản xuất đều đều. Hàng nhanh thì mình làm đẩy đẩy cao tốc độ lên và bán được giá một chút, còn hàng chậm thì mình bán làm cũng vừa vừa. Và thứ hai là bán ra hợp lý cho mọi người chơi thế thôi. Chứ còn kỳ ra một cái tác phẩm nghe như này ấy, như bọn em và ví dụ bọn em không không có thợ đục ấy, bọn em đi thuê đục ấy, thì người ta phải lấy tầm 1,3 triệu tiền công, 1,3 triệu tiền công một tác phẩm nghe này mọi người. Đây là một cái rễ hương rất 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 là đẹp, phải đính chính với mọi người nhé. Đây là một cái rễ hương cực kỳ đẹp. Cái tác phẩm nghe này mọi người bày ở giúp em ở cái ban thần tài, bày ban thần tài để em đảm bảo mọi người tác phẩm cực kỳ tuyệt vời. Cực kỳ tuyệt vời, bởi vì đây là một cái rễ u sụn hương mọi người, u sụn hương đẹp lắm, đẹp lắm mọi người, chất lượng thì khỏi phải nghĩ luôn, dã man luôn. Bức này khá to, nó sẽ rất là thích hợp với cái kệ ban thần tài đấy mọi người. Ban thần tài bày bức này là tuyệt vời luôn. Chất vân của bức này đỉnh đỉnh cao luôn đấy, đỉnh cao của chất vân để vào kích thước luôn mọi người. Chiều rộng 50 nhé mọi người ạ, 50 cao 25 nhé, cao 25 và độ dày rất là dày, dày 27 phân cơ. Cái chiều rộng và cái chiều dài 50, cao là 25 và cái độ sâu là 27 phân, nó rất là nhiều gỗ. Rất là nhiều gỗ, đây là một cái rễ hương tà rất là đẹp. Khẳng định mọi người luôn là rất là chất đấy. Rất là chất lượng luôn. Giá giao đi mọi người thì êm lắm. Bước này giao đi mọi người 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu mọi người nhé. Nhìn vân là thấy đẹp rồi. Tự nhiên hết mọi người. Bên này thật sự các bác không chơi thì em không biết là phải làm thế nào nữa, bởi vì nó quá là khó rồi. Em chọn hết cỡ, hết nấc, hết tay rồi. Người dùng chọn, mình chọn là gần như thế này, nọc kỹ lắm này và lựa những cái đẹp nhất rồi. Sự là khi các bác nhận hàng những cái sản phẩm này của em Minh về, mọi người đều suýt xoa hết ấy. Khi các bác trưng lên không gian này mình ấy, thì mọi người về mọi người sờ hoặc là anh em bạn bè đến thì đều khen hết. Mà cái giá thành nó cũng hợp lý thôi, chứ bán cho mọi người bức này có 1,5 đồng, 1,5 đồng cho mọi người chơi thôi. Đây này, chất vân này. Em đảm bảo mọi người này, bức này thì quá phê luôn đấy mọi người, quá phê luôn, chứ không phải lúc nào cũng gặp những cái chất vân như này đâu ạ. Cái mắt mắt cũng không có vết nhá, đảm bảo mọi người yên tâm về, các bác cứ thấy chơi thôi, không có vết hay là không có dặm màu, không có vẽ vân gì cả. Em đều quay rất là kỹ và tỉ mỉ hết sức có thể để mọi người có cái nhìn nó thật là rõ ràng màu sắc. Cái chùm trước này nó là sụn, nụ sụn, còn trên người là cái vân nó kiểu dạng vân noang, hương nhưng nó noang, mọi người nhìn màu
đẹp dã man này, đẹp to ý, giá hợp lý 1,5 triệu không ship nha mọi người nhé. Bắt đầu gặp bao ship của thân á, vì này, quá đẹp rồi. Ngựa thế này mọi người thấy này, ngựa là gần như là hết sức, ngựa. Thực ra là làm này nó cũng không phải từ gỗ nào cũng đẹp đâu, nhưng mà mình mua gỗ hoặc là xong những thợ làm, chọn những gỗ thợ làm đều là lọc những cục gỗ đẹp cho thợ làm hết người ạ. Mọi người về chừng em đảm bảo bức này rất là to vì cái chiều dài 80 của mình nói đoạn mà dài nó thế thì em nghĩ là quá hợp lý rồi. Tiếp em lên mình cho mọi người một cái bức này nó rất là tuyệt vời, mời các bác ngắm và thưởng lãm một trong những tác phẩm mèo mà em rất là ưng ý. Em đính chính mọi người là một trong những tác phẩm mèo em cực ưng và không mấy khi gặp tác phẩm này như thế này. Bác nào hôm nay đang cần một tác phẩm mèo để kệ, TV ấy, thì em đảm bảo mọi người là một sự lựa chọn không có gì xuất sắc hơn. Và tầm này cái giá để mọi người tiếp cận được những cái sản phẩm này nó cũng rất là hợp tình hợp lý, mọi người hình dung được. Mọi người thấy đấy, em Minh luôn luôn cố gắng riêng vào những cái phần con giống thì mình luôn luôn cố gắng để làm được những cái sản phẩm và con giống làm sao đó đẹp nhất có thể. Và riêng về mèo cũng như chó thì em đảm bảo mọi người đây, các bạn nhìn, em có thể nói không, mình không dám nhận là nó giống cái tác phẩm mèo ngoài đời là 100%, nhưng em có thể khẳng định mọi người đối với những cái dáng mèo như thế này với cái đường nét thợ làm như thế này thì các bác không mua được thị trường làm mèo đến ngày đó. Và cái sản phẩm đưa đến cho mọi người với cái giá thành cũng rất là hợp tình hợp lý. Đây là một cục phôi gỗ hương ta hàng gốc to, rất là to ạ. Sau đó em Minh cắt đi vuông vắn và em chủ định làm một tác phẩm mèo đang đứng mặt nhìn ra, có thể mình có thể hình dung lên một tác phẩm mèo rình mồi hoặc tác phẩm mèo đang đi đó, đó rất là đẹp. Vì nhiều khi nằm ấy thì tác phẩm mèo nhìn nó sẽ có cái gì đó nó nhàn hạ và nó xinh xắn, nhưng mà một tác phẩm mèo đang đi như thế này thì chúng ta nhìn thấy một cái độ gì đó rất là oai phong, một tác phẩm gì đó rất là đời. Đấy. Cái sản phẩm này là cũng những đẹp từ cái đường nét gỗ, cái chất gỗ, xong đến đường nét của người thợ đều làm rất là kỹ. Mọi người ngắm từ từ kỹ. Và em mình cam kết với mọi người là cái sản phẩm này là hoàn toàn là gỗ tự nhiên, và với một cái chất gỗ thì em nghĩ là chẳng không có bước thứ hai, không có bước thứ hai cái chất này đâu. Mời mọi người ngắm liền 100% rất là đẹp, thật sự là đẹp. Đẹp mọi người, cái này mọi người bày ở bàn em cá vác luôn, ai đến ngắm cũng đều thích cả. Và nhất là những người là đam mê đồ gỗ hoặc những bác nào mà thích hợp với tuổi mão tuổi mèo này thì nhìn tác phẩm mèo là yêu ngay, quá xứng đáng luôn. Để mình đo kích thước cho mọi người nhé, bức này rất là to, cái này nó hợp nhất với cái kệ TV dài 50 cao 32, dài 50 cao 32 và độ sâu dày cũng 21, đẹp lắm mọi người, không có điểm chê đâu mọi người. Nếu mà tác phẩm này mà mọi người chê thì em cũng xin chịu thôi, bởi vì là nựa từ gỗ xong đến tay người thợ đục. Hàng gỗ hương ta mọi người nhé, đây là hàng gỗ hương ta, đúng là con mèo mọi người ạ. Chứ nhiều lần người ta làm mèo rồi, làm báo rồi, làm hổ này, cùng một dáng ấy,
kiểu thợ làm kiểu lẫn lộn ấy, mèo hổ báo cùng một dáng ấy, nhìn nó rất là chán. Đẹp mà, hàng đã tỉa lưng mà nhá, cho mọi người nhìn thấy là vẫn nhìn thấy cái vân của gỗ, các bác vẫn chưa nhìn thấy cái vân của gỗ rất đẹp, bởi vì hàng hàng hương hốc à, hàng hàng hương gốc ấy, hàng hương ta hàng gốc ấy. Cái vân nó rất là đẹp luôn, và em lựa gỗ đẹp em làm, chứ em không làm cái gỗ xấu ấy. Mặc dù hàng tỉa lông này thì thực ra là mình cũng không cần phải xuất sắc về vân đâu, nhưng mà em vẫn cứ cố gắng lựa những cái sản phẩm vân gỗ thật là xuất sắc, kể cả những phần tiền mà nhìn thấy này, chặt tiền nó đều rất là tròn. Món này nó rất là kỹ. Thực ra là cái ông này em vẫn chia sẻ mọi người là em thuê cái ông này làm mèo này, thì em chỉ ưng mỗi cái ông này thôi, còn thật ra em cũng chả ưng ai làm mèo cả, mặc dù thị trường có lúc sôi lúc động lúc chậm, lúc giận chứ lúc chậm cũng như lúc tồn trong nhà hàng 7-8 con mèo không bán được, thì em vẫn cứ cố gắng làm sao mà đẩy cái hàng ra với cái giá thậm chí là âm dưới giá em đầu tư, hoặc là hòa em cũng cố gắng đẩy ra để giữ được chân ông ấy làm, và cố gắng để đưa đến cho mọi người những cái sản phẩm mèo làm sao đẹp và giá thành hợp lý. Bởi vì khi mình đã không giữ được chân thợ ấy, và mình cứ thay đổi liên tục ấy, mình kiểu mình không nuôi được người ta, thì khi gặp lại người ta thì cái giá thành nó sẽ đẩy lên rất là cao, nên là mình phải cố gắng, rất cố gắng. Có những lúc trong nhà em tồn lên hàng chục chú mèo á, thì mà em vẫn cố gắng đẩy ra, kể cả âm 100-200 một chú em cũng đẩy, bởi vì em cũng muốn là đưa đến cho mọi người những cái sản phẩm mèo như thế này. Khi mình đã làm mối người ta rồi đấy, thì cái giá thành rất là hợp lý cho mọi người, không bị đẩy lên cao. Chứ còn nhiều khi trên thị trường những cái bức mèo như này, gỗ đẹp như thế này, em chọn gỗ đẹp đấy nhá, xong người ta còn đục được như này thì đến tay mọi người cái giá nó rất là cao. Mọi người nhìn chất vân chưa đấy, mặc dù hàng tỉa lông mọi người nhỉ, tỉa lông rồi nhỉ, nhưng mà các bạn sẽ thấy vân nó vẫn rất là nổi. Nếu đẹp như thế này thì mọi người phải bỏ tiền rất là cao đó. Chứ đây em Minh giao đi mọi người 2,9 triệu đấy mọi người nhá, bởi vì củ gỗ này là liền khối ấy. Củ gỗ này em mua nó phải rơi tầm 1,5 triệu rồi, đây cũng không giấu giếm với mọi người nhé, 1,5 triệu tiền gỗ rồi, 1,5 triệu tiền gỗ, còn đâu chưa đến 1,5 triệu tiền công đâu, rất là hợp lý thôi. Tầm này giá rất là hợp lý, bởi vì ông ấy cũng hợp lý không? Ông giá đấy hợp lý, tầm này hợp lý. Nhưng trước những chú mèo mà đục cái này thì người ta lấy công là tầm 1,7-1,8 triệu, thì tầm này người ta lấy công rất là thấp, duy trì ấy. Thì vào mọi người nhé, rất là ưng, ưng lắm, nhìn là thấy ưng rồi. Em Minh đi cho mọi người chú ngựa vừa để bàn này cũng rất hợp lý, đẹp. Chúng này để bàn thì tuyệt vời đúng không mọi người? Một chú ngựa thong dong, ngựa là gọi là ngựa thong dong mọi người nhé. Đây là một cái gốc hương đặc xịn. Chia sẻ mọi người như này này. Bên em làm ngựa, bây giờ em làm ngựa gần như là em sẽ không làm cái hàng hộp. Thiếu là hàng hộp có nghĩa là cái gỗ nó mỏng, gỗ nó mỏng như thế này này. Còn đây mọi người thấy là cái phần này gỗ rất là dày. Đây, những cái phần bệ chân này gỗ rất là dày. Và bởi vì em làm đều làm bằng gốc. Và chú ngựa này em mình đục, cho thợ đục là 100%, em lấy cục gỗ đặc và làm để làm chú ngựa liền 100%. Chứ còn ngựa trên thị trường thì mọi người dùng mà nó hay cái gỗ ấy, cái gỗ nó hay vút như này thì hay thiếu cái đất phần này, bị chắc cái chân, hay chắc cái chân này nè. Hay là ngựa liền 10 con, ví dụ như làm 10 con ấy thì chỉ có 5 con liền thôi, còn 5 con còn lại khả thi sẽ bị chắc chân. Nhưng mà cái chú ngựa này là của em mà liền 100%, mọi người nhìn nhé. Mọi người để ý này, nó không hay là cái phần đuôi này, bởi vì cái gỗ mình nó nhiều ấy, mọi người nhìn phần đuôi làm rất là đẹp. Không biết khi mọi người có thấy một chú ngựa là có cái phần đuôi đẹp này đâu ạ, nhưng chú ngựa là có cái phần đuôi rất tuyệt vời. Và bên dưới này em có làm thêm một cây tùng rất là đẹp, cây tùng rất là đẹp đấy, liền 100%. Và đối với hàng liền như này thì chắc chắn là hàng sẽ không bao giờ có lỗi vết, mọi người yên tâm nhé, không bao giờ có lỗi vết, tuyệt vời luôn.
nó là một cái sụn hương ấy, một cái rễ sụn hương. Chất vân này rất đẹp. Gỗ đây đẹp tuyệt vời mọi người nhé. Em nói nhỏ kích thước cái này mọi người, nó hàng nhỡ nhỡ nó không phải là hàng to đâu, nên các bác mua về các bác để bàn thôi. Củ gỗ này thì chỉ có 800 mấy củ gỗ này. Cao 37, cao 37 độ dày gỗ là 20, cao 37 độ dày gỗ 20 và chiều rộng của sản phẩm này là 33. Cao 37, chiều cao là 37, chiều rộng là 33 và độ dày là 20. Em Minh xin giao lưu mọi người, chú ngựa đấy rất là đẹp này, đục kỹ này, gỗ điền này với đục cây tùng này, bẻ to này. Bởi vì tiền gỗ và tiền phun này nó rơi vào tầm 1 triệu rồi, thì xin đấy mọi người bức này 1999 nhá, 1999. Em không muốn lấy số 2, trên số 2 đáng em đừng bảo các bạn 2 triệu mốt ấy. Nhưng mà thế đến 1999 thôi, em chưa bấm công thợ lên bao nhiêu đâu, nhưng mà thôi cứ gọi tính tròn cả công thợ công của em là tầm khoảng 999k nhé, 1999 không ship. Một tác phẩm nữa rất tuyệt vời, đảm bảo mọi người là nhận hàng sẽ ưng ấy. Rất là ưng ấy. Đẹp, chất gỗ đẹp lắm, mọi người chưa nhìn gỗ đẹp quay kỹ vào cho mọi người những cái chất gỗ nhé, đục kỹ mà, chung là hợp lý ạ, giá thành cũng hợp lý, gỗ thì đẹp, cái phần này là sụn này, không có vết của mọi người, đây vân này, như cận luôn, đây cây tùng này, cây tùng này đều được mói ra đấy nhé, trông này thôi mọi người hình dung là đục cây tùng này đều mói ra này, đó, để làm đẹp mà, phần đuôi này, đấy, vân gỗ đằng sau rất là tuyệt vời này, đây. Đây mọi người nhìn này, giá hợp lý thôi nhưng mà cũng đảm bảo mọi người đây hàng đẹp, ok ạ. Chú ngựa vừa xinh xắn bày bàn, to nhiều lắm, nhưng đợt này kiểu to không bắt mấy thì mọi người nên là ngại đưa lên. Đây là bức, một bức gì, một bức Phật Di Lặc ngồi, hai trẻ ngồi trên cái bao tiền, bên dưới là cái bao tiền, được chế tác nguyên bản liền nguyên khối trên một cái gốc ngọc am u sụn, một gốc u sụn ngọc am và hàng siêu tinh dầu, phải dùng nhấn mạnh một từ đó là hàng siêu tinh dầu và chất gỗ thì đỏ rực siêu đẹp và hàng này thì siêu thơm. Em phải nhấn mạnh mọi người tất cả từ ngữ là chuẩn nhé, từ ngữ là chuẩn, bởi vì là nó quá nhiều gỗ. Cục phôi là 82 cân, cục phôi 82 cân cất đi làm,
cám 2 cân, bởi vì mọi người hình dung đi, em sẽ quay cho mọi người cái phần ngang này, mọi người sẽ thấy là cái độ dày của nó kinh dị ngang. Nên mọi người nhìn này, mấy khi gặp cục phôi này đâu, quá bẹ vẹ cũng rất là dày, nó đặc. Và đằng sau những cái phần nũa, phần điếc em cắt hết, cắt hết để cho mọi người chơi. Đây em để lại một chút đây, em để lại một chút, cái này nó là một cái như kiểu một cái lỗ. Cái này đầu tiên nó có một cục đá ở trong này mà nó rụng ra rồi. Đây, để chứng minh cho mọi người điều gì à? Đây nó không phải là những hàng vớ vẩn, và đây tất cả đều là em làm bằng gốc rễ. Đằng sau em cắt bằng cái cục. Quay lại mọi người nhìn cái phần sau, chúng ta sẽ thấy có những cái phần sụn, những cái phần sụn, những cái chấm này, những cái phần sọc sọc này là những cái chéo chéo và ngang ngang này, nó là cái phần vân và cái phần sụn nó chạy mọi người nhé, bởi vì đây là một cục u sụn, phần sụn nó chạy chứ không phải là lỗi vết nhà hàng này, hoàn toàn là không có lỗi vết gì đâu, không gỗ, không sâu, không thối, không mục, không nát, không dậm màu, không vẽ vân, không nứt nát, tất cả đều là ok và siêu đẹp luôn. Bút này bày bàn bày kệ hoặc mọi người cái đôn kẹp ấy, em nghĩ cái bước này nếu mọi người bày đôn kẹp, cái đôn kẹp 40 là bày bước này thì hết nước chấm luôn nhé, hết nước chấm luôn ấy. Mà giá hôm nay em hủy diệt cho mọi người luôn để cái giá thành. Mọi người nhìn độ dày của mọi người biết là nó quá dày, về cái đo chuẩn xác được các bạn, quá đỉnh luôn. Chiều rộng của bức này là 55 rồi người ạ, chiều rộng 55 nhá, vừa lắm. Chiều cao là 58. Và độ dày của bức này nó được cái nó rất là dày luôn, dày thích luôn ấy. Dày 35 phân cơ, dày thích luôn. Và gỗ nó đỏ rực bởi vì nó quá nhiều dầu. Có nhiều cái phần sụn này nó nhiều dầu lắm. Thỉnh thoảng gặp cục này đấy. Chất vân của bức này thì quá tuyệt vời luôn rồi. Em sẽ đi từ cái phần bao tiền của người nhé. Nhìn cái màu gỗ giúp em, cái hàng này hàng đánh sáp mọi người nhé, các bác nhìn thấy không, có độ bóng đúng không ạ? Đấy, bởi vì hàng này mới hoàn thiện, vừa hoàn thiện xong chiều hôm qua, và hàng đánh sáp mọi người thấy, hàng đánh sáp này, đánh sáp sơn nốt là xoa đi đánh sáp, đấy, không sơn bị u đâu mọi người nhé. Độ bóng là do dầu nó ra, nhưng mà đánh sáp thì nó sẽ không có độ bóng mấy đâu. Em quay đi là em đang dí sát này, khoảng cách máy với là chỉ như này này, khoảng cách máy với cái tượng như này để mọi người nhìn chất vân nhé. Nhiều lần người ta quay, người ta không quay sắc này đâu, người ta quay qua loa thôi. Vì hàng này cam kết cho mọi người hàng đẹp mà, hàng chuẩn luôn. Mọi người thập chất gỗ này, cái này phải phủ ni lông, em đảm bảo lên tuyết luôn đấy. Phủ ni lông và phủ kín ni lông và cho một cốc nước vào trong hoặc cái rỉa ẩm ở trong là cái bức này nó sẽ đổ tuyết mọi người ạ, bởi vì khi em làm mộc là cũng đã lên tuyết rồi, làm mộc phát là nó lên tuyết trắng xóa luôn, bởi vì nó nhiều dầu lắm, dầu nó phun ra tủa luôn. Đây mọi người nhìn chất này, có thể vừa đúng không? Để vân gỗ này, vân nó chỉ tăm luôn nhé. Mùi rất là thơm, thơm dịu và rất là thích. Đây cái này là một cái hoa sâm với củ sâm, cái này cũng là liền khối nhé, không có chắc cái gì ở sản phẩm là không có chắc bất cứ cái gì luôn. Đẹp lắm mọi người, chất gỗ tuyệt vời. Đây là những cái phần sụn nó chạy, phần sụn, đây này, phần sụn nó chạy này, chạy này, đây, phần sụn nó chạy này, vân này. Mọi người sẽ thấy là em đang dí sát máy và để các bác nhìn cái vân nó nét căng như sợi chỉ luôn. Bức này thì quá tuyệt vời, hôm nay bác nào mà cần một bức để kệ để đôn kẹp, giá thì em để mọi người giá hủy diệt luôn, 3 đồng 9 nhá, 3 đồng 9 số thần tài đấy mọi người nhá. Em khẳng định mọi người trên thị trường một cái bức đẹp chất với chất gỗ đẹp như thế này, độ dày như thế này, độ to, độ khủng như thế này không có giá dưới 5 đồng đâu. Nhưng mà em Minh để cho mọi người cái giá đây là giá thợ nhà làm và giá tình cảm đó. Bởi vì gì là em còn quá là nhiều mọi người, còn trong nhà là còn tập khoảng 40 pho à, khoảng 40 pho để đẩy cho mọi người bước này ra 3 đồng 9 đi nha mọi người nhé, 3 đồng 9 thôi nhé các bác nhé, ok, rất là tuyệt vời mọi người nhé, cơ hội này mọi người về bước này quá đẳng cấp này.
clip này em mình sẽ dừng đấy, cảm ơn rất nhiều. Và các bạn yêu thích những gì để liên hệ với em cho đường mình nhé. Rất là chất luôn, đẹp quá đẹp. Đây mọi người em còn những cái bức sụn nu sụn gương như này, mọi người này liền nguyên khối như này. Cái bức nu sụn này em đảm bảo mọi người trên thị trường bán không còn dưới giá 6 triệu, đây là liền nguyên khối nhé. Hàng nu sụn gương, một cái bạch sụn nu sụn gương đục liền nguyên khối. Đấy. Ngày kia em sẽ lên bước này bán tình cảm mọi người rất là hợp lý rồi. Đồ thì rất là nhiều, có rất là nhiều nhưng mà cứ tạm thời lên như thế đã. Mọi người cứ ngắm từ từ các bác nhé. Mai kia thì sẽ có siêu phẩm. Nên nhiều siêu phẩm mai kia sẽ lên một lô siêu phẩm. Một bước này rất là chất rồi, quá tuyệt vời. Nắm lại lần nữa, đẹp lắm, thử to lắm chứ. Bước này để mọi người giá hợp lý, hợp tình hợp lý lắm, tuyệt vời luôn. Tôi em xin dừng clip để cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Chúc các bác ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ hạnh phúc thành công ạ. Em chào gặp lại.